Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. À, vâng thưa các bạn, chúng ta vừa mới nhận được một hộp quà nữa. Mình đã mở ra coi sơ bên trong rồi. Và mình tự hỏi là không biết cái người mà tặng cho mình cái hộp này ấy là vì thích mình, yêu mình cho nên mới tặng quà cho mình, hay là họ ghét mình, muốn trêu mình nên mới tặng cái hộp quà này cho mình. Wow, ok, để mở unbox hết bên trong ra cho mọi người cùng xem nha. Alright. Oh. Oh boy. Oh boy. Woo. Ok, nếu như các bạn còn nhớ cái tập này, mình đã giải một cái bộ puzzle Diamond Quest, rồi cái tập giải thoát tàu vũ trụ thuộc series nửa đêm tập thể dục não cùng những bộ puzzle của Smart Games. Thì men ơi, có ai ngờ đâu, chính chủ phân phối chính hãng và độc quyền của Smart Games tại Việt Nam, chủ cửa hàng đồ chơi Funnyland đã liên hệ và tặng cho ToyStation một cái thùng này. Họ nói là để ủng hộ cho series nửa đêm tập thể dục não cùng Smart Games của chúng ta đó các bạn. Mà có ngờ đâu nó thành ra như thế này. Bởi vậy mình mới nói là không biết là thương mình hay là ghét mình. Cái này đâu còn là nửa đêm tập thể dục não nữa, mà là đại hội Olympic não luôn rồi. Nguyên một series 2, 4, 6, 8, 9 bộ IQ của Smart Games, rồi thêm khuyến mãi hai cái bộ puzzle mà có 500 này nữa, tàu Noah, rồi cheese chuột. Wow, mình cạn lời luôn rồi nha các bạn. Yeah, thì hai cái bộ Diamond Quest kim cương và giải thoát tàu vũ trụ lần trước mình làm á, là hai cái bộ đó mình order trực tiếp ở bên Mỹ về, kiểu chờ lâu ơi lâu luôn rồi bị đổi giá gấp đôi nữa, cũng chỉ bởi vì chưa biết Smart Games đã và đang được phân phối chính hãng và độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi Funnyland nha các bạn. Wow, vậy thì quá tốt rồi. Rồi, như vậy thì kế hoạch của ngày hôm nay sẽ là giới thiệu cho các bạn hết từng cái món của cả một cái series IQ này, kiểu như là concept của từng cái món này như thế nào, thiết kế, chất lượng. Okay. Quên. Thông báo cho các bạn một tin vui, đó là bên đại diện của Funnyland không chỉ là tặng quà này cho Toy Station mà còn tặng quà luôn cho tất cả những người xem, những thành viên yêu dấu của Toy Station. Đó là nếu như các bạn có quan tâm về những sản phẩm của Smart Games thì các bạn có thể truy cập vào trang web của funnyland.vn và khi check out ra một sản phẩm của Smart Game bất kỳ mà trên hình như là khoảng chừng 240k đó, các bạn nhớ nhập vào một cái mã voucher TS-Funnyland, Toy Station Funnyland sẽ được giảm giá 10% nha. Chỉ độc quyền duy nhất dành cho các thành viên của Toy Station thôi. Rồi ngoài ra thì họ cũng đang có một cái chương trình, đó là khi mà các bạn mua hai cái bộ IQ như thế này thì sẽ được tặng kèm theo một bộ này, chiếc tàu của Noah hoặc là Brand Cheese. Nó cũng thuộc dạng là puzzle nha, mà có 500 luôn. Chúng tôi cũng sẽ mở ra để mà review sơ cho các bạn xem. Các bạn có thể đến trực tiếp các cửa hàng của Funnyland ở trên toàn quốc để mà trải nghiệm những cái bộ Smart Game này. Nhưng mà có một cái gian hàng mà anh có thể suggest các bạn sẽ đến trực tiếp, đó chính là gian hàng của Funnyland ở tại trung tâm thương mại Takashimaya ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Bởi vì ở đó đang có một cái chương trình trải nghiệm Smart Games. Các bạn có thể tham gia những cái thử thách nho nhỏ, giải những cái bộ Smart Game đơn giản ở level thấp thôi, và nếu như hoàn thành dưới thời gian quy định thì các bạn sẽ được những cái món quà hấp dẫn. Đấy, và đó là cái phần thông tin chi tiết để cho các bạn có thể nắm hơn về cái dòng Smart Games này đang ở thị trường Việt Nam như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta tiến hành thôi. Let's go. Đầu tiên chúng ta có bộ IQ XOXO. IQ là tên chung của dòng này, còn cái dòng ở dưới nó là cái tên riêng của từng bộ. Và nguyên một series thì nó cũng sẽ chia ra thành 3 nhóm. Một nhóm dành cho từ 6 tuổi trở lên, một nhóm từ 7 tuổi trở lên, một nhóm từ 8 tuổi trở lên. Kiểu là nó sẽ đòi hỏi một cái độ tư duy cơ bản nhất định đó các bạn. Những cái bộ nào mà giống như là 8 tuổi chẳng hạn thì các bạn nhỏ quá sẽ khó mà tư duy được á, giống như là cái não mình nó chưa tới cái độ tuổi đấy. Còn mấy bác người lớn thì cũng vô tư luôn, cứ lật ra ở đằng sau cái độ khó nhất mà Quốc bảo đảm là cũng không có dễ dàng đâu nha. Ok, ở đằng sau các bạn sẽ thấy thêm một số những cái hình demo của sản phẩm, độ tuổi ha, one player dành cho một người chơi, và có bên trong tổng cộng là 120 thử thách. Rồi ở đây là thêm một số những cái thông tin bonus, đại khái như là cái bộ này thì nó sẽ kích thích cái sự tập trung nè, kiểu cao độ, problem solving là giải quyết vấn đề, 4 sao, và spatial insight kiểu như là một tí trực quan đó các bạn. Đấy, ok, mở ra ha. Đây là cái bộ IQ đầu tiên mà mình mở luôn. Alright. Ok. Ủa, này là gì đây? À, nó là cái đồ để mà nó treo cái hộp này lên trên kệ thôi, cũng không có gì. Cũng như những bộ Smart Game mà mình đã review thì ở đây có một cái catalog của tất cả những cái sản phẩm của Smart Game đang có trên thị trường thế giới luôn nha. Đây, cái series IQ của chúng ta đã nằm đây, IQ Pocket Games. Và ngoài ra thì cũng có một số những cái dòng khác như là có thể là Family và High Player nè, những bộ Preschool, mẫu giáo, những bộ Classic, Compact. À đây, Asteroid Escape. Yeah, bộ này mình giải rồi nè. Còn đây là một tờ giấy tiếng Việt
luật chơi, những cái ôm và hôn cho trí não của bạn. XOXO là những cái ôm và hôn đó. Chọn một thử thách nè, đặt các mảnh ghép lên bảng như chỉ định, cố gắng lắp tất cả các mảnh ghép còn lại trên bảng chơi, luôn phải có chữ O và chữ X bên cạnh trong cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Chỉ có một đáp án đúng duy nhất bạn có thể tìm thấy ở cuối sách hướng dẫn nhé. Cái concept chung thì nó đơn giản như vậy thôi các bạn. Chúng ta mở ra nào. Đây là cái cuốn luật nè. Ok, chúng ta coi sau coi, coi chất lượng cái này như nào. À, cái này nó giống như là những cái viên của trò xếp gạch nha các bạn. Có cái hình chữ XOXO ha. À, hai mặt luôn, cái mặt này thì nó đối lại. Và cái nhiệm vụ chúng ta đó là chúng ta sẽ xem một cái đề, rồi sẽ từ cái đề đó ráp lại tất cả những cái piece còn lại làm sao cho nó fit đều vô hết cái bảng như vậy. Ok, à, cái này mình thử đổ ra nha. Well. Rồi, xem nào. À, cái luật, đây là tiếng Anh của cái bản dịch này nha. Ok, chúng ta có... Ui, cái này là solution, là sách giải nha. Lời giải đằng sau rồi. Trình độ dễ nhất là starter. Ok, xong mình leo dần lên tới junior, rồi tới expert và tới wizard, kiểu phù thủy luôn. Wow, mỗi một cái đề á, nó chỉ cho sẵn một cái miếng gạch như vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta phải tự tìm hết tất cả những miếng còn lại mà chỉ đúng có một đáp án duy nhất thôi, chứ không phải là ráp đại nó thành hai ba đáp án nào vô đâu. Chắc cái starter này thì mình khỏi cần phải thử nha các bạn, bởi vì gần như là nó ráp được hơn 50% cái bản đồ luôn rồi. Kiểu như là dành cho những bạn nào đúng nghĩa là 6 hay 7 tuổi gì đó thì các bạn có thể bắt đầu để làm quen với cái trình độ này. Mà đối với mình thì người lớn rồi thì có thể là thôi, mình nói chung là mình cũng sẽ giải nó dễ dễ một tí để mà còn review những cái bộ khác nữa. Mình demo cái bộ junior đi nha các bạn ơi. Bắt đầu junior thì thấy nó ít phạt đi hơn một chút xíu nè. Mình sẽ giải cái đề 47 này cho các bạn coi nha. Như thường lệ sẽ có một cái đồng hồ tính giờ ở đây, và để mình sẽ ráp theo cái đề đã, một cái thanh dài ở đây ha. Ý, à đây nha các bạn. Bạn thấy mấy cái nốt này nó lòi lên vậy ha, nó là những cái vị trí của những cái hình chữ O. Mình để cái mặt này nó sẽ không được nha. Nếu mà không được thì các bạn sẽ lật lại đó, nó mới fit vô. Rồi, một cái piece hình chữ Z nằm ở đây, hình xanh lá cây ở đây, viên piece màu hồng. Ok, và đây là đề bài. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ fit những cái viên còn lại vào trong thời gian nhanh nhất có thể nha. Okay, nhưng mà một lần nữa cho các bạn xem chất lượng của những cái piece nè. Nó không hề có những cái kiểu là cái phần dư thừa đó đó, được finish rất là tốt nha. Cầm mà rất là đã. Rồi cả một cái bộ khi mà chúng ta ráp xong á, gấp lại á, nó rất là gọn luôn. Đây mình để cái đề bài vô đây luôn ha. Có thể bỏ túi, mang đi khắp nơi. Ok, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, let's go. Cái này mình suy nghĩ ở đây. Rồi, bên dưới. Này thì nói chung là bước đầu tiên mình cứ đại đại thôi mọi người. Coi như thế nào. Ok, cái này là hỏng rồi nè. không được. À không, hỏng rồi. Cái này fit vô không được nha các bạn. Nó bị vướng cái đốt ở đây. Thì ở giữa này nó phải là hình tròn, mà hình tròn như vậy không được rồi. Ok, vậy thì được. Không được thì thôi, không được thì mình quay chỗ khác. Đó, việc gì phải vội hết. Ok, cũng không được. Ok. Wow. Ý, này có lý nè, có lý nè. Cái mình có cái cảm giác á là cái chỗ này nó phải là cái màu đỏ vô nè, màu đỏ nó phải vô đầy các bạn nha. À, cảm giác rất là mãnh liệt, cái màu đỏ nó phải vô đó. Rồi còn lại chen đẹp đấy, đẹp đấy, chỗ này đẹp nè. Wow, khó hơn mình tưởng nha bạn. Zoom vào chút xíu.
6 phút rồi. Ok, như vậy thì coi như là mình, nếu mà cái đề Junior mình fail cái challenge này ở ở cửa hàng của Funnyland rồi. Bạn nào mà biết được cái trò XOXO này mà dưới 5 phút thì chắc là phá cái lục của mình rồi nha. Mình tư duy sai chỗ nào nhỉ? Nào để mình xem lại đề, mọi người, mình xếp đề sai hay sao? Không thôi, xếp đề đúng rồi. Ok, sau khi mà thử cái miếng màu xanh này vô cái góc này á, được chưa? Zoom gần lại cho các bạn coi nè. Thì mình nghĩ á, cái miếng đỏ này nó không thể nào mà nó nằm ở đâu được để mà những cái viên khác nó còn có thể fit vô, bởi vì nó là hình vuông rồi. Mình đã thử hết các chiều, do nó hình vuông cho nên có thể đối xứng được, thì chắc chắn 100% luôn là cái màu đỏ nó phải ở đây, được không? Đó, chúng ta biết từ cái đó trước đi. Bây giờ cái mảnh chỗ này nó quá đẹp rồi nè, nó xếp được như vậy là quá đẹp rồi nè. Cũng có thể là mình rất gần với kết quả rồi, chưa nhận ra thôi. Có cảm giác là tới đây là đúng lắm rồi á. Ôi trời ơi, đây rồi các bạn ơi, từ đây rồi mọi người ạ. Không thể tin được, không thể tin được. 24 phút. Ok. Sao ta? Mình nghiệm ra được rồi. Mình nghiệm ra được cái cảm giác của cái trò này rồi mọi người ạ. Và sau khi gọi là lần đầu tiên bay phát một vô nhảy vô Junior, thì mình khuyên các bạn là cho dù là các bạn là người lớn hay là chúng ta đã tư duy tốt cỡ nào rồi, thì hãy nên bắt đầu kiểu như là 1-2 cái đề dễ trước đi. Rồi cho dù là Junior thì các bạn cũng nên bắt đầu với những cái đề Junior ở đầu này nè. Thì nó tương đối nó sẽ dễ hơn một chút xíu, và nó có một cái gì đó các bạn sẽ nghiệm được, giống như là một cái chiến thuật đó các bạn. Thì để mình giải thích sơ lại một chút xíu về cái gọi là chiến thuật ấy của cái bộ này, cũng giống như là những cái bộ về sau luôn, mình nghĩ là nó cũng sẽ tương tự một cái format, bởi vì chúng ta sẽ có một cái map như vậy rồi mình fit tất cả những cái món lên ấy. Thì đây, ví dụ như cái đề ở đây ha, sau khi mà xem tất cả những cái miếng á, thì mình sẽ lọc ra được có hai miếng là chắc chắn ở với cái vị trí này, bởi vì nó cần một cái độ dài nó để nó sọt vô đây các bạn không? Đó. Một là cái miếng màu xanh rồi chưa? Hai là cái miếng màu đỏ này. Rồi, như vậy thì làm sao mà để biết được là miếng nào? Các bạn cứ để lại một miếng vô đi. Và sau đó thì mình lấy cái miếng còn lại nè. Mình đã thử hết tất cả những cái vị trí mà nó có thể để vô được ấy, thì gần như là sẽ không thể nào mà các bạn fit vô được những cái miếng còn lại được các bạn. Các bạn hiểu không? Giống như là những cái khả năng mà chúng ta có thể giải được á, nó nhỏ dần, cho nên là mình dễ chọn lọc. Và mình giải một hồi thì mình đi đến kết luận á, đó là chắc chắn là cái miếng màu đỏ nó phải nằm đây. Rồi, tiếp theo, cứ thế thôi. Nó có một cái chỗ này, thì bây giờ mình kiếm cái miếng nào mà nó sọt vào được, để mà nó không ra một cái hình quá xấu. Ví dụ như cái miếng này để ở đây, xong nó bị lẻ một cái cục nhỏ này nè, để chắc chắn là nó không thể nào là nó là cái miếng này, các bạn hiểu không? Hoặc là như vậy thì cũng ok đi. Và chúng ta cứ tiếp tục thử. Thì yes, mình đã test được cái miếng này nằm đây là quá đẹp rồi, chưa? Sau đó thì cái phần còn lại là bây giờ chỉ còn có 4 miếng thôi. Mình sẽ cố giải. Đó.
Ủa cái này hồi nãy sao quên rồi. À, nói chung là mình cứ lắp ra lắp vô các kiểu luôn mọi người, đúng không? Hồi nãy giải được tới đây nè, là gần lắm luôn rồi á. Hỏi miếng này vô, ô cái này không được. Nhưng thực ra chỉ cần đổi lại một tí thôi. There you go. Oh gosh, câu này không đúng. Phải nhảy. Đây. Có thể là một hai lần đầu chúng ta chưa quen với lại cái kiểu tư duy này á, thì các bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian đây. Ví dụ như mình 24 phút ha. Nhưng mà khi mà mình chơi càng nhiều một món, mình chơi càng nhiều á, mình có cái kinh nghiệm giống như là cái não mình nó có cái đường lối tư duy tập trung vào cái món này á, đặc biệt là độ tập trung nha, thì mình nghĩ là các bạn sẽ giải dưới gọi là 3 phút 5 phút không chừng, đúng không? Cho đến khi nào thấy mấy cái trình độ junior này nó dễ quá thì bắt đầu mình lên expert. À, lên expert dễ thì rồi lên master, dễ nữa thì wizard. Và có một cái là mình rất rất khuyên các bạn nha, thì các bạn đầu tiên khi mà mua cái bộ này về á, bạn lật ngay ra cái trang solution nè, được chưa? Kẹp nó lại, lấy băng keo dán đây đi các bạn. Và cho dù là có bị kẹt như thế nào đi chăng nữa, đừng coi solution. Các bạn biết tại sao không? Coi lời giải á. Thứ nhất á là nó phí tiền, bởi vì mình mua cái bộ này về đúng không, chỉ có 120 đề để giải thôi, mà khó chút xíu mình đã coi lời giải cái giống như là mình cũng không có IQ thông minh lên được xíu nào hết, mà rồi kiểu như là mình bỏ cuộc vậy đó. À, không nên. Thậm chí là nếu như có thể mất cho các bạn mà một ngày hai ngày giải thì cũng được nha. Yeah, ok. Nhưng mà có một cái là ví dụ như chúng ta đang ngồi chơi giải ra hết rồi, nhưng mà bây giờ giải mãi vẫn không ra, nhưng mà có việc cần phải đi hoặc là cất đi á, thì như nào đây? À, gợi ý một cái solution đơn giản. Cái này nó cũng là cái cách để mà chúng ta ráp theo rồi để mình cất đi cho nó gọn nha mọi người. Đây, mình sẽ ráp y chang như cái này là được thôi. Trên đây, cất vô nè, rất là gọn luôn. Để ở đây. Tiếp theo với bộ thứ hai. Bộ này có tên là IQ Puzzler Pro. Wow, nó có cái chữ Pro nữa các bạn ạ. Hình như nó có nhiều cái kiểu giải hơn thì phải đấy ha. Oh, cái bộ này giống như là 3 độ tuổi trong một luôn. Một là 6 cộng nè. Mình giải theo kiểu 2D ha. Rồi 8 cộng nè, cũng 2D nhưng mà cái hình nó khác ở mặt đằng sau. Và 10 cộng để giải 3D. Wow, đã thành nguyên cái kim tự tháp luôn. Như vậy thì kiểu như là cái bộ này cũng dạng là 3 trong 1 ấy, đúng không? Puzzler Pro nha các bạn. Mở ra xem. Ý, demo quảng cáo cho bộ Diamond Quest của mình nè. Beautiful. Một cái catalog như bình thường, theo hướng dẫn. Phiên bản Pro có khác, có cái viền màu đen thay vì là màu trắng như là cái bộ này. Mở ra nào. Wow, trông thích mắt thật sự luôn. Như là những viên kẹo vậy đó. Cái này thì nó cũng chung cái format với lại Axano. Nhưng mà ủa chà, cái này hình như là nó khó hơn nha bạn. Bởi vì cơ bản là các bạn muốn để đâu cũng được ấy. Nó không có bị giới hạn bởi cái Axano. Mà để đâu cũng được á thì nó mới gọi là nó càng khó nha. Rồi, đổ ra nè. Đó, đổ ra vậy là thấy rối nùi nè không. Cũng sẽ có các trình độ khó từ Starter lên đến Wizard. Mà Wizard là chúng ta giải kim tự tháp luôn nha mọi người. Kim tự tháp này khó lắm. Bây giờ mình thử giải một cái đề số 3 đi ha. Starter nha các bạn. ý là để mình demo cho nó nhanh ấy. Ok. Rồi, giờ chỉ còn lại 3 miếng nữa nha. 3 miếng này mà giải mà sao ta? Trên 1 phút thì không biết nói gì luôn các bạn ạ. À, là mình có vấn đề rồi. Mình có vấn đề về IQ cái gì rồi. À, tại vì bởi vì mình là người lớn. Ok, clear đi nha. Rồi, target là 1 phút nha, được chưa? 3 2 Hồi hộp quá. Go. Go. Coi nào. Yo. Nguy hiểm quá. No. Kìa. Đây rồi. Hồi hộp quá. Xém nữa thì mất mặt. 31 giây nha các bạn. Đấy, thì ở cái trình độ dễ nó là như vậy. Chúng ta có thể chơi theo cái format này. Lên đến trình độ Wizard luôn.
À, nó có một cái kiểu giải khác nữa. Cái này cũng là starter nè, nhưng mà thay vì chúng ta giải ở cái mặt bên trong này thì ta sẽ lật đằng sau. Nó có một cái map khác nữa các bạn ạ. Cũng là chung số lượng những cái slot để mà để những cái viên này, nhưng mà nó có hình khác, nó hình giống như là ba cái shape diamond nó dính lại với nhau. Ok, thử giải, cũng giải cái đề starter dễ nhất cho các bạn xem. Wow, cái này kiểu nó nghiêng nghiêng, nó xéo xéo nha, nhìn nó hơi ảo luôn á. À, các bạn thấy không? Đây, nó không có theo cái phương thẳng 90 độ nữa, mà nó xéo như vậy, tương tự. Let's go, target 1 phút nha. Vô nào. Giờ thì lại ra rồi. Không, cái này không đùa đâu các bạn. Nó theo cái phương xéo một cái là tự nhiên nó ảo liền ngay lập tức luôn ấy. Khó chịu thật sự. Này là mới có 3 miếng thôi nha. Nhưng mà không biết làm sao chứ cái cảm giác của mình á, cầm vào những cái thanh có những cái viên tròn nó dính vậy nè, cầm nó thích thích hơn. Ok, đến với một cái mốt khó hơn nữa. Đó là mốt giải kim tự tháp nè các bạn. Trời ơi, cái này là khỏi nói luôn, như là siêu tư duy hình học không gian luôn á. Nó không còn là hai chiều ở một cái mặt phẳng nữa mà nó thành ba chiều luôn rồi. Demo một cái demo nha. À, chúng ta sẽ xếp vào cái ô hình vuông ở đây nè. Kim tự tháp thì mình xếp ngay chính giữa nha. Đây cho các bạn coi cái đề thôi nè. Mà các bạn thấy cái độ khó chịu của cái dạng này nó như thế nào nè. Đây các bạn thấy hai cái piece nè, cái piece màu tím với lại cái màu đỏ bọc đô này nè. Được chưa? Đây nó có hai cái lỗ thôi, mình tưởng là làm sao mà fit được cái miếng này vô. Không, mình đâu có để ngang đâu, mình để dọc vậy mà. Đó. Trời ơi, nó 3D mà. Đó, còn cái này để ngang sao fit được không? Để dọc lên vậy nè. Khó chịu chưa? Một miếng nhưng mà ba cái piece ở bên dưới, nó là ở layer dưới, còn hai cái này thì nó ở cái layer trên nữa. Rồi cái này đây đó, nguyên một cái đề nó dày. Giờ chỉ có hai piece này thôi, ráp vô làm sao. Ok thôi lỡ rồi, tính giờ luôn đi ha. Đó. Target 1 phút. Này chắc chắn là mình phải. rồi, ok thấy rồi. Ok, cái này đơn giản. Đây các bạn, lắp vô vậy nè. Nó khó chịu còn gấp đôi cái hình xiên xiên xéo xéo hồi nãy mình ấy. Mà cái này nó có thêm một cái chiều dọc nữa. Chiều dày các bạn để ngang sao được đúng không? Thì lấy cái miếng này, lắp vô đây. Này mình vắt ngang qua. Và khi nhìn tổng thể ra, nó là một cái kim tự tháp. Rồi thôi, mới có cái đề đầu tiên là mình thấy được rồi đó mọi người. Cái này mà vô xuống tới kiểu như expert hay là cái gì nữa. Đây ví dụ gì nè. Cái đề 116 này cho đúng có hai mảnh ráp vô vậy thôi, còn tất cả còn lại chúng ta phải tự nghiệm ra, xác định tiếng đồng hồ luôn. Ok. Tiếp theo, bộ thứ 3 ha. IQ Fit này cái tên. Cái bộ này thì nó cũng tương đối, nó giống như là cái bộ puzzler này nha. Cái shape tròn tròn nó hơi khác một chút xíu. Rồi, ok, bây giờ xin phép các bạn xem mình sẽ review nhanh một chút xíu.
chứ là về phần chất lượng cũng như là cái thiết kế thôi. Ồ, cái này nó còn có cái lỗ sọt xuống nữa ta. Hay ạ, hay ạ. Tưởng giống nhưng mà lại khác. Mấy cái hình tròn này nó giống như là những cái giọt nước nó dính nhau hơn. Và cái viên này, ồ, đây là một cái piece nó 3 chiều ha. Nhìn nó như vậy mà chúng ta có thể mình sọt nó xuống này nha các bạn. Đây nè. Ví dụ như nếu mà thích thì các bạn có thể nó ra một cái hình khác. Cái này thì mình sẽ chọt xuống như vậy. Thì nó thiếu một cái ở đây, như fail. Giải tới đây rồi mà kiểu không ra nữa thì thua luôn. Đó. Tính ra hơi bị hay luôn các bạn ạ. Mỗi bộ nó có một cái điểm rất là đặc trưng. Nói chung một cái concept, một cái format là chúng ta sẽ fit tất cả những cái piece lên một cái bàn này thôi, nhưng mà hình thức nó rất là khác. Wow, smart game. Không hề là mình thất vọng nha. IQ fit nè. Ở hướng dẫn thì nhà sản xuất cũng có nói là một cái miếng puzzle như thế này nó sẽ có hai option để mà chúng ta có thể gắn vào cái map. Ví dụ như là cái piece này chúng ta có thể gắn theo cái hình A hoặc là gắn theo hình B. Và tùy theo đề bài thì chúng ta phải sử dụng cái hình nào để mà làm cho mọi thứ fit lên. Ok. Đấy. Tương tự, ta có hơn 100 mấy chục đề. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ok, đây là đề dễ nhất và chúng ta chỉ có việc là fill vô hai chỗ thôi. Và cùng xem nhé. Đây. Cái miếng này mình cũng có thể để như vậy. Wow, nhưng mà chắc chắn thì nó không đúng. Ta lật lại để vậy. Giờ có hình này nè. Một cái đầy ở đây nữa. Và cái khúc này. Boom. Ok nhé. Easy. Bởi vì nó là level 1. Level sau Wizard chẳng hạn, khả năng rối nùi rất cao nha các bạn. Tiếp theo, chúng ta có bộ IQ Trist, vẫn là 6 cộng. Nghe tên thôi là đã thấy sắn não rồi. Trist, Trist là sắn đấy các bạn. Đấy, đây là mặt trước của hộp. Ta mở ra. Uầy, nó có thêm những cái đốt này nữa. Ủa, là để làm gì ta? Không chỉ là có những cái piece như thế này, mà nó còn có những cái điểm chót nữa các bạn, không biết để làm gì. Rồi, mình mới đọc luật rồi các bạn. Thì xem đây là đề số 1 nè. Cái đề này á, nó cho sẵn của chúng ta một cái piece màu xanh lá cây như thế này rồi. Và những cái điểm dot có màu nhé. Có nghĩa là mình xếp đề vô cái trước cái nè. Đề số 1 dễ nhất đây. Thì các bạn sẽ để ý là những cái piece này á, nó sẽ có những cái chỗ nó có lỗ và những cái chỗ không. Thì tất nhiên khi mà chúng ta đặt vào mà nó bị dướng mấy cái dot này nè, thì mình không có để vào cái chỗ này được, mà phải xích qua một xíu. Cái thứ hai á, đó là những cái dot này thì chúng ta không được để nó khác màu nha. Đây ví dụ ở đây là một cái dot màu vàng thì chúng ta không có được để cái piece màu đỏ ở đây. Đấy, được không? Các bạn hiểu không? Thì cái này vô tình nó vừa là một cái trở ngại nhưng mà nó cũng vừa là một cái gợi ý để chúng ta biết được là ok, sẽ cái piece màu đỏ là chắc chắn nó sẽ nằm ở đâu đây. Bây giờ mình sẽ thử mình wrap vô luôn, coi nó như thế nào nha các bạn. Wow, ok. Cũng đúng nghĩa luôn ấy, sắn xít não luôn nha. Đó là ví dụ của giải cái đề
đầu tiên nha các bạn. Cả một cái bộ này thì nó có 4 màu và mỗi màu là 2 mảnh, cho nên là các bạn thấy có một cái dot màu đỏ ở đâu á thì chúng ta sẽ thử một trong 2 mảnh rồi lật qua lật lại các kiểu thôi là vô. Mình nghĩ khi mà level nó càng khó thì những cái gợi ý nó sẽ càng ít lại. Và yep, chính xác là như thế. Bây giờ gợi ý nó còn có mỗi cái 3 cái dot nữa các bạn thấy không? There you go. Đó là IQ Trist. Tiếp theo, IQ Blocks. Thiết kế của cái bộ IQ Blocks này thì chúng ta sẽ có những cái piece cũng là dạng xếp gạch nhưng mà mỗi cái đốt nó có cái hình trụ. Nó trông rất là thú vị như thế này, các màu luôn ha. Rồi các shape luôn. Bên cạnh đó thì chúng ta có những cái piece nó giống như là những cái hàng rào, nó màu trắng như vậy nha các bạn. Cũng là một yếu tố vừa thử thách và hỗ trợ luôn. Đấy. Ở bên dưới cái phần map để mình chúng ta đặt vào những cái piece này thì nó sẽ có những cái lỗ nhỏ là chỗ để chúng ta để những cái hàng rào như này. Và những cái vòng tròn có số lõm á là nơi mà chúng ta đặt những cái piece chính. Ví dụ như dây. Nhiệm vụ trong mỗi cái đề bài đó là chúng ta sẽ fill hết tất cả những cái ô mà có số. Ok, cùng giải đề số 1, đề dễ nhất nha các bạn. Để ý một xíu thì những cái hàng rào màu trắng này nó đã form cho mình một cái shape rồi. Đó. À, ví dụ như chỗ này sẽ là cái shape hình chữ U nè. À, nhìn cả là mình biết liền nha các bạn. Cho nên đó là lý do và vì sao mình nói là nó vừa sẽ là những cái chướng ngại vật nhưng mà nó cũng sẽ là những cái yếu tố để hỗ trợ chúng ta đấy. Cho anh, đề thứ nhất dễ dàng thôi. Sneak peek cho các bạn à. đề ở khó nhất nè. Mèn đét ơi. có đúng một gợi ý thôi các bạn. Đúng một gợi ý thôi. Đề 120 ha. Và các bạn lưu ý là mỗi đề á, là nó chỉ có đúng một đáp án duy nhất thôi. Tiếp theo chúng ta có một bộ từ 7 cộng ha. Trong concept cũng khá là hấp dẫn với những cái hình mũi tên. IQ Arrows. Nhìn thì mình cũng không có đoán được cái luật cụ thể như thế nào. Bóc ra biết luôn. Xem chất lượng nha các bạn ơi. Wow. Đây nha, xịn sò là nằm ở đây. Những cái màu của cái mũi tên đây nè, các bạn tưởng là sticker đúng không? Không phải nha, nó là cái pad nhựa luôn nha. Đấy, ngoài đây, ở dưới đế nè các bạn. Đây, những cái pad này cũng vậy luôn. Nhìn xa xa thì trông nó giống như là sticker, dễ bong tróc này nọ nếu mà mình chơi lâu. Nhưng mà không. Hẳn cái nhựa màu luôn, đỉnh cao. Let's go. Đây là luật của bộ Arrows. Ok. Rồi. Hiểu rồi. Nó đơn giản đó là chúng ta sẽ có một cái đề như thế này. Mình sẽ đặt luôn vô cho các bạn dễ hình dung đi ha. Đề số 1 ha. From đề số 1 nè. Rồi. Cái này. Tím. Xanh ở đây. Màu đỏ ở đây. Chúng ta được cho sẵn một số những cái hướng và cái màu của mũi tên. Một số những cái piece thì là nguyên một cái miếng luôn. Ví dụ như là cái miếng có cái mũi tên màu xanh lá cây này thì nó là full hẳn 3 miếng luôn nè. Đây các bạn thấy không? Chúng ta có một cái piece y chang vậy luôn. Thì mình chỉ việc mình đặt vào cái vị trí này thôi. Rồi ở đây thì chúng ta biết có một cái mũi tên chỉ qua bên trái màu cam. Thì bây giờ mình lấy cái nào mũi tên màu cam nó có đúng một piece các bạn. Ngay ở cái chỗ này mình biết là mũi tên chỉ qua bên qua bên phải màu cam. Thì giờ không lẽ mình đặt vô mình đặt vậy đúng không? Hay là không lẽ mình đặt vậy sao mà hợp lý được? Cho nên là chỉ có đúng một cách duy nhất, đó là chúng ta đặt vậy để mà thỏa mãn cái điều kiện của cái mũi tên này. Thì tự động hai thanh niên ở dưới đây cũng sẽ vô chỗ thôi. Rồi thì tiếp theo là có 4 cái mũi tên ở chính giữa như vậy, 2 cái lên và 2 cái qua bên trái ha. Đây, 2 cái lên và 2 cái qua bên trái. Và bây giờ nói thiệt với các bạn là chỉ còn đúng có một cái piece này thôi. Giờ để vô là nó khớp luôn chứ làm sao. 2 cái lên, 2 cái qua bên trái đúng không? Còn 2 cái mũi tên trống này thì là nó tự động nó vô luôn các bạn. Bởi vì chúng ta có 2 cái màu đỏ này mình biết rồi. Cái màu đỏ còn lại nó tự động chỉ lên. Còn cái piece màu xanh này á cũng vậy luôn. Đó, tự động cái piece này nó ở đây luôn. Và coi như là chúng ta đã giải xong đề số 1. Khá là dễ dàng, lúc nào cũng vậy hết. Đề số 1 của mọi bộ thì nó dễ là đúng rồi. Còn đây là đề ở chế độ phù thủy luôn, wizard luôn. Đó, các bạn nhìn đi. Nguyên một cái bảng đen thui cho đúng có cái mấy cái gợi ý của 4 cái mũi tên ngẫu nhiên. Đấy, thì không cần biết là các bạn sẽ lắp vô như thế nào. Nhưng cuối cùng cái đáp án của chúng ta nó phải thỏa mãn được cái điều kiện là có cái mũi tên chỉ lên ở đây, mũi tên chỉ lên ở đây. Và tương tự ở trên hai cái chỉ này chỉ xuống. Phải không? Nó chỉ có đúng một cái đáp án thôi. Đấy, thì các bạn có thể tưởng tượng được cái độ khó của cái bộ này nha. Một lần nữa cho các bạn xem cái chất lượng. Rất là thích luôn các bạn. Mấy cái piece này cầm vào rất là đã tay. Bộ tiếp theo, chúng ta lên tới 8 cộng rồi. Đó là IQ Link. Cái bộ này đẹp nha. Những cái pad nó trong suốt nha các bạn. Link có nghĩa là những cái mối nối hoặc là kết nối. Và đúng thật, mấy cái piece này nó kiểu nó nối với nhau.
Right. Chúng ta có một cái hộp màu trắng. Wow. Đẹp quá các bạn. Beautiful. Nhìn giống như là kẹo luôn á. Đây là một cái piece ha. Nó đi sẽ đi theo màu. Wow. Tính ra là hơi rối rối à ha. Ok, cái đầu này sẽ để vô đây đúng không? Đó, còn cái đầu móc này sẽ móc vô một cái tròn khác. À, tương tự, rồi cái gì mà mục nuôi ở đây nè. Cái màu xanh lá cây này là nó link vô hai cái này. Xong nó móc một cái khác ở đây. Ha, vậy thì chúng ta sẽ có những cái thể loại đề như thế nào? Rồi, luật đơn giản luôn. Nè, ủa, sao cái đề số 1 này nó place vô gần hết các vị trí rồi. Còn chưa có mỗi chỗ này. Ê, quá dễ. Mình chọn cái đề nào nó ví dụ nó hay hơn xíu. Coi ví dụ đề 14 đi, còn trống được tí nè. Thử nha. Ok, và đây là đề bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử giải coi như nào. Thấy cũng hơi khó, bấm giờ luôn coi như nào. Đấy, vô nha. Đó. Đây là vào. Đây có 3 cục như thế này. Chính xác rồi các bạn, chỗ này nó phải là như vậy. Ok. Ủa, sao còn miếng này mình chưa để vô mà. Ê, đây you go. Đây you go. Ê. Stop. Yep, đây rồi. Trình độ start rồi, chắc chắn là không khó rồi. Có cái pha đầu tiên khá là hay nha. Bởi vì á, ngay chỗ này. Cái piece màu xanh này nè các bạn. Hồi nãy là mình có thể mình để như vậy. Đó, cũng được ha. Và rõ ràng là nó cũng đã lấp đầy cái chỗ trống rồi. Nhưng mà cái chỗ này á, lại không có một cái piece nào còn lại có thể ráp vô được. Cho nên bắt buộc mình phải đổi nó chút xíu. Có thể hiểu được là vì sao cái bộ này 8 cộng nha các bạn. Một cái piece nó có thể gắn vào một cái vị trí nhiều cách khác nhau. Cho nên á là ở những cái trình độ lên trên khó thì sẽ rất rất dễ bị lộn nha. Đây, cứ lên trên càng cao thì nó sẽ càng trống quơ trống quắt. Và chúng ta phải tự tìm ra cái lối đi. Và sẽ có vô vàn cái ngõ cụt. Chỉ có đúng một cái ngõ của cái mê cung có thể dẫn ta ra khỏi thôi. Các bạn để ý là một cái bộ puzzle nào á mà nó càng có nhiều cái sự lựa chọn đúng sai không rõ ràng á thì cái độ khó nó càng cao. Các bạn hiểu không? Ví dụ như là cái bộ XO như mà ban đầu chúng ta làm ấy. Do là cấu tạo của những cái piece thì vô tình á nó cũng là một cái gợi ý chúng ta rồi. Mình không có để một số những cái vị trí được thì kiểu như là đúng hay sai á, mình nhìn vô mình dễ nhận biết hơn. Đấy. Còn mấy cái bộ mà kiểu gắn vô làm sao cũng được á, mấy cái bộ nó mới nguy hiểm nha các bạn. Next, chúng ta có bộ IQ Focus. Bộ này có những cái pad, những cái nút nó rất là vuông vức ha. Trông cũng khá là thích mắt. Và nó cũng 8 cộng luôn á. Thì chúng ta nhìn đơn giản mà. Xem nào. Wow, thật là thỏa mãn các bạn ơi. Quá đã luôn, quá đã luôn. Xem nào, chà. Đấy. Chất lượng nhựa khỏi phải bàn cãi nha các bạn. Rất là xịn sò. Tuyệt vời. Ồ, một pack thì nó có nhiều màu nha. Lần đầu tiên nha. Có thể vì vậy mà nó sẽ rối nùi đây. Luật lệ xem như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với một cái đề bài. Rồi lần lượt chúng ta sẽ kiếm ra được những cái hint về cái hình dạng của từng cái pack cũng như là cái màu sắc của từng cái hình vuông nhỏ. Và giải cho tới khi mà hoàn thành lắp hết tất cả những cái pack này
vào trong cái khung map ha. Nhưng làm gì làm phải thỏa mãn được cái đề bài, đó là ví dụ như đây là vị trí của ba cái ô màu đỏ và có màu xanh lá cây, nó phải y chang như vậy. Đó. Rồi coi đề số 1 nào. Ý. Rồi ok, chúng ta sẽ có một cái khung chính rồi, ở giữa nó sẽ là màu như này, ba cái màu đỏ ở trên, hai bên xanh, đỏ dưới và giữa màu trắng. Ít cơ mà trình độ dễ nhất thì họ cũng gửi chúng ta luôn cả hình dạng của những cái piece xung quanh rồi. Hơi rối rối chút xíu thôi, nhưng mà yeah. Đâu, để mình sẽ thử giải nha. Mà đơn giản mà, ba cái màu đỏ đúng không? Là chưa gì là thấy vậy rồi, đúng không? Còn đây có, trên góc này có một cái hình chữ T dài, đúng chưa? Rồi ở đây, đây nè các bạn, ví dụ như cái chỗ này nè, đó mình dựa theo cái shape ha, là có luôn rồi. Đấy, tại vì cơ bản này nó là trình độ dễ mà. Ok, done. Thời gian nha, dưới 1 phút không đáng kể. Nè, các bạn check chính cái ô chính giữa nha. Đó, ba cái hình, ba màu đỏ ở đây, hai màu xanh hai bên ha. Màu đỏ ở đây và màu trắng ở giữa nè. Đó, y chang không? Miễn sao mà cứ cần vậy là biết mình giải đúng rồi. Bởi vì chỉ có một cách duy nhất cho một cái đề, tức là một đáp án duy nhất để mà có thể tạo được cái hình này màu sắc như vậy mà tất cả mọi miếng nó đều fit vô cái bảng map. Đấy, nó là cái concept của cái trò này nha các bạn. À, như mình đã nói hồi nãy rồi, tất nhiên mấy cái đề ban đầu thì gần như là họ cho hết những cái hint rồi. Very very easy, bởi vậy mới gọi là starter. Rồi từ từ khó dần lên. Cho các bạn coi master. Đấy, master là bắt đầu là không cho thấy cái shape của mấy cái hình xung quanh nha. Chỉ được cái là vẫn còn cho thấy nhiều cái màu ở chính giữa nè. Lên wizard nè, để mình đoán nha. Lên wizard là xong luôn á. Đó, lên wizard là bắt đầu mấy cái màu ở giữa giữa nó cũng thưa thớt rồi nè. Và xung quanh cũng không hề có một cái gì gọi là gợi ý luôn. Ăn tiền khó là khó chỗ đó đó các bạn. Lại một lần nữa, các bạn thấy mình nói đúng không? Cái nào mà giống như là mình cứ lắp vô á mà nó không có cho chúng ta biết là a à, chỗ này ráp không được nè, hoặc là sai ngay từ đầu á, mà nó cứ thả cho mình đi, cũng như là đi múc chỉ, đi xa lắm, xong rồi mới biết là sai á. Đấy, những cái trò này nó mới là vậy, nguy hiểm. Cuối cùng của series IQ nè, wow, cái bộ này nhìn rất là premium nha các bạn. IQ Circuit, tức là cái mạch điện các bạn, giống vậy á. Nhìn sơ hình như là mình có thể đoán ra được cái concept của cái trò này rồi. Đó là mình nối làm sao mà đi từ đầu này, nối cho nó liền mạch hết tới mấy cái đầu kia. Hình như là vậy, hình như là vậy, để xem nha. Cơ mà cái màu vàng gold nó khá là đẹp, biết thiết kế cụ thể nó như thế nào. Pam 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 pam. Voila. Oh my gosh. Nó vàng metallic thật các bạn ạ. Thiệt luôn ấy. Trời ơi. Nhìn nó hơi bị sang chảnh luôn, nhìn khá là thỏa mãn ha. Rồi rồi, những như vậy thì những cái piece này nó nối thành một cái mạch là từ đầu này, cái này cũng vậy, từ đầu này sang đầu này. Liền mạch nha, không có cái nào nó bị đứt quãng hết. Và wait what? Nani? Hai mặt luôn. Ráp dày vô là sai, được chưa? Lật lại, dày vô thì ok. Wow. Trời ơi, các bạn nhìn nè, cái bộ này nó đẹp quá, nó premium quá. Oh my gosh, thích nhất từ nãy giờ luôn á. Yo, finish hơi bị đỉnh cao luôn. Cơ mà cái phần màu vàng metallic này nè, hình như nó là một cái lớp sơn, mặc dù là sơn rất là đẹp, rất là chắc chắn lên, hay là kiểu một cái lớp sticker ta. Không, nó không phải sticker đâu các bạn, kiểu là nó một cái lớp sơn, họ sơn như thế nào rất là hay. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ có một cái nguy cơ là kiểu nó bị trầy nếu như mà các bạn bị cái vật nhọn nó cạ vào ha. Cho nên là ví dụ như chơi cái bộ này thì cũng nên là cẩn thận, thì sẽ giữ nó được mới lâu hơn.
Cái đề số 1 đó các bạn, nó vừa là một cái đề nhưng mà nó, hình như là nó cũng là một cái tutorial đó, kiểu nó hướng dẫn chơi những cái hình dạng của mấy cái block mà chúng ta cần xếp vào ấy. Đây nè, nó cũng đã được gợi ý bằng cái hình vẽ rồi. Ví dụ như chỗ này nè, mình biết là sẽ là một cái piece hình chữ L góc vuông dày, đúng không? Để ngay vô đây, tương tự với những cái khác thôi. Mặc dù là ban đầu nhìn nó cũng hơi rối rối đấy, không hề đáng kể. Khi mà khó dần lên thì giáp những cái thông tin nó sẽ càng ít lại. Trời ơi, nó ít tới mức mà còn đúng có hai cái chấm, tức là các bạn sẽ nối như thế nào đấy, không cần biết ngoằn ngoèo như thế nào mà hai cái chấm này nó phải nối được một cái đường liền mạch với nhau, nhưng mà tất cả những cái piece nó đều phải khích lên cả nguyên một cái bảng map này nha, không thừa không thiếu một cái nào luôn, và tất cả những cái đề khó nhất nó đều nối từ đầu này sang đầu kia thôi các bạn. Và những cái đầu tròn này nè, thực ra là nó có nhiều hơn là các bạn đang thấy ở đây, ví dụ như là một cái piece này các bạn thấy không, nhưng mà bởi vì cái đề số 1 á nó không có cần thêm, cho nên là ví dụ như chúng ta đã nối được hết ba cái dây này lại với nhau rồi, được chưa? Đó. Còn đúng một cái chỗ này thì mình sẽ để cái phần màu đen blank coi như là hoàn thành. Wow, em nó rất sang chảnh nhưng mà cũng rất là đáng sợ nha các bạn. Thực sự luôn ấy, mình sẽ review nốt hai cái bộ này luôn. Hai cái bộ này thì mình cũng sẽ không có giải lâu mà cho các bạn xem ở bên trong nó có những cái gì thôi, và maybe một cái dịp nào đó mình sẽ giải kỹ hơn. Rồi, trông nó giống như là một cuốn sách Brand Cheeser, mở ra ở đây. Ok, and cũng đẹp chứ bộ, đẹp ấy. Và mọi thứ thì nó gọn lại thành mỗi cuốn sách như vậy luôn ha. Đây có hướng dẫn, catalog, các thứ như bình thường. Có đầy đủ luật chơi tiếng Anh và tiếng Việt luôn nè các bạn. Những cái piece puzzle của chúng ta bằng nhựa luôn nha. Và đằng sau là nó có nam châm, nó sẽ dính vào cái bàn như này. Đấy, đó, không có bị rớt ra. À, lấy ra hết. Có những cái piece hình chú chuột, đằng sau cũng có nam châm luôn, bằng nhựa nha các bạn. Xịn. Ý. Ok, và cái cách chơi như sau. Đây là cái đề dễ nhất nha. Chúng ta sẽ để những cái em chuột này vào những cái vị trí đánh số có sẵn ở đây. Ví dụ như mình nghĩ là đây, em này ở đây ha. Em này sẽ ở đây. Here. Ok, đề số 1 thì chỉ có 4 em thôi. Hai em này dư để qua một bên. Rồi lấy những cái miếng phô mai này cho sẵn. Chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí như này. Cái đề bài là như vậy. Bây giờ chúng ta còn có hai miếng nữa thôi, ở trình độ dễ nhất để mà ráp vào. Thì wow, thử nhé. Như này. Ồ, thấy là không được rồi đó. Vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Đặt vào như nào để mà né những cái em chuột này ra mà vẫn fit lại thành được một cái hình vuông. Những cái đề khó hơn đằng sau thì các bạn đoán đúng rồi đó. Nó sẽ có ít thông tin hơn, không còn một miếng cheese nào được cho sẵn luôn, và chỉ có những em chuột thôi. Đấy, kiểu vậy. Đây là cái bộ sẽ được tặng kèm theo khi mà các bạn mua hai bộ Smart Game ở Funnyland, nhưng mà như hồi nãy mình nói nhé. Ở đây, mở nốt luôn cái bộ này nè. Có thể lựa chọn được tặng bộ Noir Arc này hoặc là bộ Brain Cheeser. Bộ này thì mình đoán na ná là sẽ được cái concept của nó rồi đó. Úi. Cái concept của cái bộ này dựa theo một cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh, đó là Chúa Trời cho một trận đại hồng thủy để mà thanh tẩy trái đất. Thì chỉ báo trước cho ông Noah đóng một cái tàu rồi lốt những cái em muông thú lên theo cặp, chờ khi mà nước rút xuống á thì lại sinh sôi nảy nở như bình thường. Yep, và ở đây chúng ta có những cái piece bằng nhựa, ở đằng sau có nam châm, một cặp sư tử nè, đực và cái, một cặp voi tương tự, một cặp hươu cao cổ, hà mã và ngựa vằn, zebras. Sẽ bắt đầu với một cái đề có những em thú đã được load lên sẵn rồi, như thế này. Đây là đề số 1 ha.
Và bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta đó là phải lốt hết những em thú còn lại lên sao cho một loài sẽ ít nhất là đụng nhau ở một cạnh. Ví dụ như không thể nào lốt em sư tử này ở vị trí này được nha các bạn. Thực ra thì vị trí này cũng không được là bởi vì nó đã bị lòi ra cái thuyền rồi. Nhưng mà ví dụ mình đặt được đi thì vẫn là phạm luật, bởi vì hai cái con sư tử này nó bị cách nhau quá. Phải làm gì làm, nó phải chạm nhau nha các bạn ha. Ở ít nhất là một cái cạnh vuông vậy nè. Ok, rồi tiến hành thôi. Thì đây, thấy dễ nhất luôn. Có đúng một cái vị trí duy nhất cho em hươu cao cổ giraffe đứng ngay đây thôi, chứ còn đứng chỗ nào khác mà chạm đâu. Tương tự với em hà mã cái cũng vậy nè. Đó, chỉ có thể là đứng đây thôi. Là số 1 cho nên là nó dễ nha các bạn. Em voi nè, em voi thì chắc chắn ở đây rồi. Chắc chắn luôn. Đấy, tương tự em voi cái để vô đây. And done. Và cái bộ này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nhỏ hơn, kiểu preschool. Bởi vì thứ nhất là các bạn thấy nó không có quá nhiều piece. Thứ hai đó là cái luật nó cũng là một cái hỗ trợ rất là nhiều. Đó là hai cái miếng cùng màu nó sẽ phải chạm nhau ít nhất ở một cạnh. Và cái điểm thứ ba là các bạn để ý không? Những em muôn thú này nè, nó luôn luôn nó phải đứng thẳng lên trời ha. Ý là cái đầu chỉ lên trời, cái chân xuống đất ấy, chứ nó không có nghiêng ngả như thế này được. Nó cũng là một cái luật luôn. Thì cái độ khó của nó không có cao, nó sẽ phù hợp nhiều đối với các bạn nhỏ. Alright, đây là Noah's Ark và Brand Cheezer, rất là gọn, trông rất là hay. Alright các bạn ơi, và đó là đại hội Olympic Now với nguyên một series của dòng IQ của hãng Smart Games được gửi từ Funnyland. Tất nhiên là nói thương nói ghét cho vui vậy thôi. Anh thấy mình rất cảm ơn Funnyland đã gửi cho Toy Station một cái series rất là hoành tráng, rất là đẹp, chất lượng xịn sò như thế này. Và đây, dành cho những bạn nào có quan tâm ha, thì từ đây về sau các bạn đã biết nơi nào mà có thể kiếm thấy được những sản phẩm của Smart Games chính hãng và được phân phối một cách độc quyền tại thị trường Việt Nam rồi đó. Ngoài ra thì các bạn đừng quên nhập mã TS gạch Funnyland để được giảm giá 10% khi mà mua những sản phẩm của Smart Games nha. Tất cả những thông tin và đường link thì mình cũng sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Rồi, trong những cái bộ này các bạn thấy ấn tượng và thích cái concept hoặc là cái màu sắc hay thiết kế của cái bộ nào nhất, các bạn cũng có thể vote ở bên dưới phần comment để mà có thể video lần sau mình sẽ giải kiểu chuyên sâu luôn, tới level expert đụng nóc luôn, coi là mấy tiếng đồng hồ. Ok, vậy đi ha. Còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Katay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Katay sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, bye bye.